Vâng, thì đầu tiên là cái cảm giác khi ngồi trên một con Toyota Camry là cái cảm giác của nó chạy rất là chắc chắn và rất là đầm xe nhé các bạn nhé. Thì với cái mẫu xe Toyota Camry bản 3.0 bản số tự động này thì các bạn mua cái mẫu xe này về đi gia đình thì em nghĩ là một cái mẫu xe rất là chắc chắn và bền bỉ nhé các bạn nhé. Vâng, xin chào toàn thể anh chị và các bạn nhé. Thì trước màn hình của anh chị và các bạn đây là một cái mẫu xe Toyota Camry được sản xuất năm 2003 với phiên bản số tự động 3.0. Thì mẫu xe này được bên em bán mức giá là 275 triệu đồng. Đấy, vì vậy là anh chị và các bạn nào có nhu cầu quan tâm đến mẫu xe Toyota Camry này thì anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0888 907 666 nhé. Nói về nhắc đến dòng xe Toyota Camry thì anh chị và các bạn thì cái ấn tượng đầu tiên là một cái dòng xe khá chắc chắn và bền bỉ. Thì đối với cái mẫu xe Camry của bên em đang bán ra sản xuất năm 2003 với phiên bản số tự động 3.0 này, đấy, có mức giá thì cũng tương đối hợp lý và cái chất lượng của xe phải nói cũng tương đối ổn định nha anh chị và các bạn nhé. Đấy, mẫu xe này thì em đang đi cái mẫu xe này và hiện tại đứng tại rìa đường để quay cho anh chị và các bạn luôn. Đấy, một cái mẫu xe khá là chất lượng và form dáng tương đối. Đấy, dòng 2003 là nó có form mới rồi, với cái mẫu xe này là đầu form mới 2003. Đấy, được trang bị hộp số tự động. Đấy, động cơ của nó là 3.0 nên cái mức tiêu nhiên liệu của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 10 lít trên 100 km nếu ở cung đường trường. Đấy, anh chị và các bạn nào có nhu cầu muốn mua về đi gia đình thì có thể là bỏ ra cái số tiền dưới 300 triệu để mua một cái mẫu xe Toyota Camry này. Theo em nghĩ là mức giá rất hợp lý luôn nha anh chị và các bạn nhé. Một cái mẫu xe có form dáng cũng rất là đẹp. Và dòng xe Camry thì phải nói đến cái độ bền bỉ và chắc chắn của nó luôn. Đấy, vừa rồi em bán rất là nhiều cái mẫu xe Camry vào khu vực miền Nam để cho các anh chị ở trong khu vực Việt Nam chơi những dòng này. Đấy, bởi vì anh chị ở trong khu vực Việt Nam thích chơi những dòng xe Camry và những cái dòng xe mẹt rất là nhiều luôn. Con xe Camry này thì còn rất là đẹp nha anh chị nhé. Đấy, đây, hộp số tự động của nó trang bị hộp số tự động 3.0. Đấy, xe thì còn tương đối liền nè. Xe con này thì bên em bao cho anh chị là xe không đâm va và gập nước gì đâu. Thì em đã kiểm tra và test rất kỹ về cái mẫu xe này rồi. Xe còn rất là đẹp. Cái dòng xe này thì được nó cũng được trang bị là hai túi khí phanh ABS đầy đủ hết cho anh chị và các bạn nhé. Đấy. Xe còn tương đối cứng và tương đối liền lạc luôn. Anh chị mua cái mẫu xe này phải chỉ sẵn là đi thôi, không phải làm gì đâu. Xe còn rất là đẹp nhé anh chị nhé. Đây này, phần nhựa của xe này. Đấy. Keo chỉ của xe đây. Nói chung là con này xe còn tương đối đẹp. Về dòng Camry như con xe như này là thuộc dòng xe tương đối cứng và tương đối xuất sắc luôn anh chị nhé. Có cái chi tiết nhựa của xe này em quay cho anh chị này, rất là đẹp luôn này. Đấy. Đây, ghế đằng sau này, phần nhựa sau này. Đấy. Anh chị mua mẫu xe này về chỉ sẵn dùng thôi, không phải làm gì đâu. Mà bỏ số tiền là tương đối hợp lý luôn. Đấy. Camry như con này là quá đẹp luôn nhé anh chị nhé. Đây này, nhìn về phần nội thất của xe này. Em quay kỹ cho anh chị tí, bởi vì anh chị ở xa nhiều lúc mà muốn chốt hay muốn xem kỹ thì con Camry này chạy rất là sướng luôn. Đấy. Đấy, tổng thành xe chi tiết về cái mẫu xe Toyota Camry 2003 với phiên bản số tự động. Động cơ của nó là động cơ 3.0. Đấy, keo chỉ hoàn toàn keo chỉ zin luôn, máy móc còn rất là đẹp. Anh chị mua chỉ sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất cứ gì ở con xe này đâu. Alo. Tiếp khách, khách đi xem xe nhá. Đấy, về cái mẫu xe Camry này anh chị và các bạn nào thích thì bảo em gửi hình ảnh cũng như là chi tiết hơn cho anh chị xem nhá. Đấy, xe rất là đẹp và tương đối liền lạc luôn. Hợp này để em ra kiểm tra cho anh chị xem phần khoang máy của xe luôn nhé. Xe thì còn đẹp và liền lạc luôn đấy. Và đây là khoang máy của con Camry đây anh chị nhìn đây. Đấy, khoang máy của nó hoàn toàn là khô ráo luôn và dái máy dòng này chạy rất là sướng luôn nhé, lành máy cực kỳ luôn, không mấy cái dòng Camry này nó không mấy cái hỏng vặt đâu.
tổng thành xe đấy nha anh chị nhá. Đấy, anh chị nào có nhu cầu muốn quan tâm đến cái con xe Toyota Camry bản 3.0 số tự động này thì anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0888 907 666 nha anh chị và các bạn nhé. Đấy, mọi chi tiết về con Camry xe còn rất là đẹp luôn. Đấy, tổng thành xe chi tiết đây nha anh chị nhé.